Hello, xin chào quý vị khán giả đã trở lại với giờ 86 Vlog nha. Hôm nay là trận chung kết bóng đá nam nha các bạn. Giữa đội nón và đội không có đội nón nha các bạn. Wow, cầu thủ lừa quá hay các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời. Hiện bây giờ hai đội đang rất là gay cấn nha các bạn. Là cái bàn thắng này là cái bàn thắng vàng nha các bạn. Thắng là thắng luôn nha các bạn. Hiện bây giờ camera chúng tôi phải dùng tới con la cam để bay nè các bạn. Bàn thắng vàng nha các bạn. Đây là bàn thắng vàng nha. À, sang vận động ô chăm post nó lộn quên ô Long Vĩ. Rồi, thủ môn nó bị tai nạn các bạn ơi. Em bây giờ. Rồi. Tiếp tục. Rồi, phạt lên. Hiện bây giờ hai đội không biết biên bên đội nào luôn các bạn ơi. Hai đội này rất nhanh lên gần hết giờ ơi. Wow, bàn thắng vàng hả các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Rồi. Đợi bên này chiến thắng nha các bạn ơi. Là cái đội nón nha các bạn. Đội nón lấy cúp vàng trong mùa giải 2019 đến 2020 nha. Rồi các bạn giới thiệu tên luôn đi. Giới thiệu tên nào bạn ơi. Cho mình không vắng bạn tên gì vậy? Tên Thanh nè bạn. Rồi cái người xuất vô. Đó đó, nhanh đó. Là người xuất vô đây hả? Bạn cảm nhận như thế nào khi được ghi bàn thắng vàng? Anh ta rất là sung sướng các bạn ơi, cười hoài luôn chứ không biết nói gì hết. Rồi thì cái trận đấu này kết thúc nha các bạn. Do cái thời lượng phát sóng nó có hạn nên lụ đạn thì nó có thừa, nên mình kết thúc cái video tại đây các bạn. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn nha. Đây. Bye bye. Rồi kết thúc nha mấy em. Chào mấy em hết luôn nha. Chào khán giả luôn mấy em ơi.